Em lên cho các bác một em quạt, con này là Fuji bác nhé, thương hiệu Fuji thì nổi tiếng ở Nhật rồi, Fuji. Con này quạt Fuji đế gang này, đế gang hết, đấy, Fuji đế gang, dưới là thép hết, xung quanh là gang này, đế gang, đấy. Fuji Electronics, Fuji, đây logo thương hiệu của nó đây, logo rồi. Đấy, con này là được kính lồng 40. Lồng 40. Lồng 40. À, số 3 số nhé. 1 số này, 2 số này, 3 số. À, mức giá 2 triệu 9. 2 triệu 9 ạ. À, đã lắp bộ đổi nguồn cho bác nhé. Đã lắp bộ đổi nguồn 220V cho bác rồi. Ở trong này rồi. Bác về cắm trực tiếp 220 luôn, thoải mái. 2 triệu 900. Đẹp không? Rất là đẹp luôn ạ. Đây gang hết, gang luôn ạ. Tất cả đều gang hết. À, quạt Nhật Fuji. À, mức giá 2 triệu 9. Bác nào nhu cầu liên hệ với em Tuấn. 2 triệu 9. Rồi, chào bác.